Xin chào mọi người, hẳn ai làm nghề cơ khí cũng đều sắm cho mình ít nhất một chiếc máy hàn đúng không nào? Vậy có bao giờ bạn sử dụng máy hàn đa chức năng? Vừa hàn mít, hàn que, hàn tít, đặc biệt là hàn được mít không dùng khí chưa? Nếu bạn đang có nhu cầu sở hữu máy hàn này, Hồng Ký gợi ý cho bạn một ứng cử viên khá sáng giá. Đó chính là máy hàn điện tử đa chức năng HKMIT 200D. Máy được trang bị bộ vi xử lý thông minh nhất để điều khiển hai chế độ mà chỉ HKMIT 200D mới có. Chế độ chỉnh tay theo ý người dùng. Chế độ cân chỉnh tự động giúp người dùng không chuyên cũng có thể hàn dễ dàng. Máy ghi nhớ thông số đã cài đặt lần gần nhất, tiện lợi khi dùng cho các lần sau. Ngoài ra, máy còn sở hữu hiệu suất cao, tiết kiệm điện, hàn tốt trên thép và inox, nhỏ gọn, dễ dàng mang vác di chuyển. Tem thông số hàn nhanh giúp người dùng chỉnh vôn, tốc độ ra dây phù hợp với nhu cầu một cách nhanh nhất. Phụ kiện đi kèm bao gồm một súng hàn mít, một kẹp mát, bét hàn 0.8, 1.0mm, chụp khí cho dây lõi thuốc và lõi đặt, hai con lăng dẫn dây 0.8 đến 1.0mm, một kìm hàn. Hàn mít dùng dây lõi thuốc. Kết nối súng hàn mít. Kết nối kẹp mát với cực dương. Chốt chọn cực súng hàn mít kết nối với cực âm. Hàn mít dùng dây lõi đặt. Kết nối súng hàn mít. Kẹp mát kết nối với cực âm. Chốt chọn súng hàn mít kết nối với cực dương. Ống dẫn khí kết nối với bình cung cấp khí. Hàn MMA. Kim hàn kết nối với cực dương. Kết nối kẹp mát với cực âm. Hàn tiết chậm. Kết nối súng hàn tiết vào cực âm. Gắn và siết chặt đầu ống dẫn khí của súng tiết vào đầu ống dẫn khí của cọc kết nối. Kẹp mát kết nối với cực dương. Ống dẫn khí kết nối với bình cung cấp khí. Máy hàn điện tử HKMIT 200D, đa năng, tiện dụng, hàng tốt. Hotline 1900 636 536. Fanpage Công ty Cơ khí Hồng Ký. YouTube Cơ khí Hồng Ký.